ra ở một cái nơi mà Bắc Bộ gọi là nơi văn hóa phi vật thể, tức là tôi sinh ra ở tỉnh Bắc Ninh, là một cái nơi rất là trọng chữ tình. Và gia đình thì cả gia đình làm nghề, làm nhà nho, dạy học và làm nghệ thuật. Có một mình tôi xuất thân ở một cái vùng chỉ có hát quan họ thôi mà lại đi học về kinh tế. Cái việc dừng chân ở Bình Thuận nó rất là tình cờ, bởi vì tôi không có mặt khi tôi chuẩn bị đặt chân xuống đây, mà tôi nhìn qua Google Maps, nhìn thấy một con đường từ quốc lộ 1A đi thẳng ra biển Thuận Quý. Có một con đường rất đẹp, xung quanh toàn màu xanh. Thế về đây thì đầu tiên là bốn cái tên về địa danh nó đã rất là dễ thương. Nó là một nơi mà có bốn chữ Thuận. Thôn là thôn Thuận Minh, xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam và tỉnh Bình Thuận. Thì tự nhiên mình thấy cuộc đời mình bão tố quá, bây giờ có bốn chữ Thuận thì không có lý do gì không dừng chân. Rất nhiều. Đi từ rừng Amazon cho tới tận cực nam của Xích Đạo, tôi đã đi hết các nơi và thấy rằng nông nghiệp là một cái ngành nghề mà mình, nếu mình tham gia vào thì vô cùng sinh động. Trong khi người nông dân ở Việt Nam thì quá khổ, quá nghèo và quá vất vả. Vì thế thì mới tìm tòi suy nghĩ, nếu mình làm thì mình phải làm trong một cái tâm thế của một người vừa hưởng cuộc sống, vừa làm việc mà vừa có ích cho xã hội. Và tôi đã làm cái trang trại này và lấy cái tên là Bình An. Nói đến nho là nói đến Ninh Thuận. Nhưng mà khi tôi đi khảo sát ở Ninh Thuận thì tôi thấy rằng tất cả các giống nho mà hiện tại ở Ninh Thuận trồng là cái giống nho từ bao nhiêu đời nay không được cải tạo. Bây giờ thế giới người ta đã làm được rất là nhiều loại nho có những hương vị và năng suất rất tốt, thì Việt Nam hoàn toàn không thấy sự hiện diện đấy. Không phải là bỗng nhiên tôi làm nho ở Bình Thuận. Tôi đã có những cái lời khuyên rất chân thành của những người rất giỏi về cây nho. Tôi có một người bạn ở Ý, họ đi sang Việt Nam chơi và họ sống ở cái vùng thủ phủ trồng nho của nước Ý là đảo Sicilia. Mà các bạn nghe là mafia không đó, nhưng ở đó nông dân là trồng nho không. Và họ ở đây chơi với tôi một tháng, họ xem về điều kiện khí tượng, xem về gió, xem về thời tiết, xem về đất. Thì họ nói là các bạn đang ở trên một cái vùng đất bằng vàng và khí hậu của bạn tuyệt vời cho cái trái nho mà tôi đang ra thị trường. Tôi thấy các bạn đang mua 10 đô một ký, là 250 ngàn một ký nho. Họ nói đây là một vùng đất tốt để làm nho. Bạn cứ tiên phong đi. Và tất nhiên là người tiên phong thì bao giờ cũng khó khăn nhất là mình gặp phải. Và nhưng mà thành quả mình sẽ là người đó đầu tiên. Mình sẽ hạnh phúc trước những người khác. Và tôi chỉ cần điều đó. Mình có thể làm, thậm chí có thể làm tốt hơn hàng nhập khẩu. Tại sao không có ai làm? Chúng ta phải nhập khẩu, chúng ta phải trả một cái tiền ngoại tệ, chảy máu ngoại tệ rất lớn. Một năm người Việt Nam nhập nho khoảng cả vài chục triệu đô với cái giá trên trời. Trong khi ở đây mình có thể làm được. Nếu mình làm thì người dân mình có thể ăn những trái nho ngon như vậy, thậm chí là ngon hơn vì nó tươi hơn, chất lượng cao với giá chỉ bằng 30-40%. Tại sao không có ai dám làm? Sợ lỗ vốn à? Có thể lỗ chứ. Nhưng mà không làm, làm sao biết? Mình phải thử và mình phải tự tin. Và thế là về cắm cúi học và làm. Nhập khẩu giống về, mời chuyên gia sang, rồi đầu tư theo cái công nghệ mới, là đầu tư công nghệ tưới của Israel này, công nghệ nhà màng của Ý này. Chuyên gia dinh dưỡng là phải là người Ý phát sang, họ hướng dẫn cho mình và chúng ta bắt đầu thử nghiệm 3 năm ròng rã. Cho tới ngày mà có cái trái nho đầu tiên là mất tới gần 4 năm. Biết bao nhiêu chất xám, biết bao nhiêu tiền của, không thể tính được bằng tiền. Nhưng mà có được kết quả ngày hôm nay là cái lớn nhất vẫn là lòng đam mê. Bạn bè mình mà họ không làm một cái lĩnh vực này, họ không được cái cảm xúc đấy. Nhiều khi muốn gửi tới họ hay là muốn chia sẻ với họ, nhưng mà cái sự truyền thụ bằng ngôn ngữ nó nghèo nàn quá, ngôn ngữ đâu nói được. Bây giờ làm thế nào để truyền cảm? Thì mình phải suy nghĩ là làm thế nào để cái cảm xúc của người làm vườn đó
tới với những người bạn của tôi đó, tôi được 10 thì các bạn cũng phải nhận được 7-8. Đang suy nghĩ và đang chăn trở về cái chuyện đó. Là một điều rất khó. Hôm nay là Trang Trại Bình An mời những người thân yêu nhất đến Trang Trại Bình An để xem một cái thu hoạch vụ nho đầu tiên của Trang Trại nông sản sạch này. Đây là một quy trình trồng nho mà có lẽ là số 1 và đặc biệt nhất Việt Nam vì trồng trong nhà màng và trồng theo tiêu chuẩn của bio, tức là tiêu chuẩn organic. Tuy nhiên cái đạt organic mới chỉ được khoảng 80%, nhưng mà tiêu chuẩn chuẩn của chúng tôi là chuẩn Global Gap, tiêu chuẩn xuất khẩu đi châu Âu. Và các bạn hãy hình dung rằng là ở Việt Nam mà có một cái chùm nho như này là mất rất nhiều mồ hôi và sức lao động của cả một tập thể những con người này. Hôm nay là những cái người thân yêu đầu tiên đến thăm trang trại. Đây là những không phải khách hàng mà đây là những người thân thiết trong gia đình đến để làm gì? Để chia sẻ với chúng tôi niềm vui của người làm vườn đã trồng được trái nho, và chúng tôi rất tự hào. Có thể nói là đây trái nho ngon nhất tỉnh Bình Thuận, ngon nhất tỉnh Ninh Thuận. Tự hào lắm các bạn ạ. Tuyệt vời. Bây giờ các bạn tham gia cắt cùng với trang trại chúng tôi nhé. Và tôi muốn gửi những cái trái nho ngon lành này tới những người thân yêu ở những phương xa nào, ở Hà Nội, ở miền Tây, ở miền Đông, ở miền Trung, và tất cả các bạn được ăn trái nho của Trại Bình An. Mong rằng cái trái nho này sẽ đem đến sự ngọt lành cho tất cả mọi người. Cắt nho không phải là muốn cắt thế nào thì cắt nhá. Cắt nho là chúng ta phải ôm cái chùm nhẹ. Chúng ta phải không được làm mất phấn trên quả nho để giữ cho cái quả nho nó tự bảo quản nó lâu. Mất cái lớp phấn bên ngoài này này là nó sẽ hư rất nhanh vì chúng ta không dùng thuốc bảo quản. Cho nên cần cái phấn để nó tự bảo vệ trái nho, đây là cơ chế tự bảo vệ. Và nho chúng ta phải nâng niu nó như là cô phụ nữ, cô gái mới lớn, nó rất mỏng manh. Feeling của bạn bè và người thân và những khách hàng đầu tiên của trang trại quá tuyệt vời. Họ đã ăn và họ thấy rằng cái sản phẩm này có thể nói là hoàn hảo. Vị đầu tiên vô thì nó sẽ ngọt, rất là nhiều nước luôn, vỏ nó cũng không có bị chát. Người làm vườn nghe những câu này của người ăn ấy là sướng lắm. Cắn vào là nó giòn, nuốt xuống thì nó có còn cái hương vị nó đọng lại cổ họng, chứ nó không có trôi tuột đi luôn. Trái nho của Bình An có một câu, có cái slogan rất hay nhá: lưu giữ được cảm xúc khi chúng ta thưởng thức. Bây giờ mình đang đứng tại đây, ở vùng đất Bình Thuận, ở tại Việt Nam, và mình ăn được một quả nho tươi như thế này thì cảm thấy rất là xúc động. Bởi vì người Việt Nam mình làm được rất nhiều thứ, không phải chỉ có nước ngoài. Người Việt Nam mình rất giỏi và mình có thể làm được rất nhiều thứ. Anh là cảm thấy rất là xúc động và rất là cảm ơn Farm Bình An. Bởi vì ngày hôm nay mình có được một cái giây phút như thế này. Ôi, trái nho thì nó đem cho chúng ta nhiều cảm xúc lắm. Bởi vì các bạn phải ở với một cái vườn nho, phải dẫm cái chân đất, không phải là đi dép đi giày, mà bạn phải đi chân đất lên cái đất trồng nho đó. Bạn phải cảm nhận cái độ ẩm, bạn phải nhìn cái lá vào buổi sáng nó như thế nào, bạn phải nhìn cái bông hoa nó đón cái hạt sương như thế nào. Tất tần tật mọi thứ đấy mới cho cảm xúc.